Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ chủ đề sử dụng máy tính. Thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách mà sử dụng Windows 7 nhé. Phần tiếp theo các cái video trước. Thì trong video này mình cũng sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn mới sử dụng cái Windows 7 lần đầu, hoặc là dành cho các bạn mới sử dụng máy tính nhé, người lớn tuổi hoặc là người già. Đấy, thì trong video hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là chia sẻ các bạn về cái màn hình nền lên Windows 7 này. Rồi là nội dung thứ hai là cái thanh tắt bar ở trên Windows 7. Và cái nội dung thứ ba là các cái ứng dụng có sẵn trên Windows 7. Đó. Thì cái nội dung đầu tiên đó là về cái màn hình nền. Đó, màn hình nền thì các bạn để ý là cái màn hình nền của máy tính thì trên Windows 7 thì đây là cái màn hình nền của mình các bạn này. Thì cái màn hình nền này các bạn có thể thay đổi được nhá. Thay đổi được. Đó, tùy vào cái sở thích của các bạn. Và cái vấn đề mà thay đổi hình nền ấy thì các bạn có thể là lấy các cái hình nền có sẵn ở trên Windows, hoặc là các bạn lên mạng các bạn tải về và các bạn thay. Thì những cái video mà chia sẻ về cách thay đổi hình nền ở trên máy tính ấy, thì mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi. Và thì trong video này mình sẽ vẫn tiếp tục chia sẻ lại các bạn, thêm nhân tiện là mình sẽ chia sẻ lại các bạn về cái vấn đề này đó, bởi vì thời gian vừa qua là vẫn có một số bạn vẫn hỏi và vẫn chưa thực hiện được về cái vấn đề là thay đổi hình nền máy tính Windows 7 các bạn nhé. Thì để thay đổi hình nền máy tính Windows 7 ấy, thì chúng ta sẽ kích chuột phải vào cái khoảng trống này này, khoảng trống của hình nền nhé, khoảng trống này. Và chúng ta sẽ chọn vào cái dòng dưới cùng là Personal. Đó, các bạn kích vào đây. Đó, thì lúc này là nó sẽ có một cái cửa sổ và nó sẽ hiện ra thì chúng ta sẽ kích vào cái dòng dưới này các bạn này. Các bạn kích vào cái mục là Desktop Background để các bạn truy cập vào cái nơi để chúng ta thay đổi hình nền. Các bạn kích chuột vào đây nhé. Đó, thì đây là những cái hình nền mà có sẵn ở trên máy tính các bạn này, có cài sẵn đến Windows 7 luôn nhé. Thì các bạn muốn chọn cái hình nào thì các bạn kích vào đấy, kích vào cái hình đó. Đấy, và sau đấy là chúng ta sẽ bấm vào cái dòng dưới cùng này các bạn này, dòng Save Change nhé. Các bạn phải kích vào cái dòng Save Change này thì chúng ta mới thay đổi hình nền được. Còn nếu các bạn mà kích tròn ở đây này, kích tròn ở đây xong mà các bạn không kích vào cái dòng dưới này là chúng ta cái hình nền sau này các bạn khởi động lại máy ấy, thì nó vẫn quay trở về cái hình nền cũ nhé. Rồi đây mình sẽ ví dụ mình sẽ lấy một cái hình nền bất kỳ nào ở đây đi, ví dụ như mình lấy cái hình này đi. Ví dụ mình chọn cái hình này thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ kích tròn vào đây. Đó, kích tròn vào cái hình này. Đó, kích chuột trái một lần các bạn nhé. Rồi sau đây chúng ta sẽ kích vào Save Change nhé. Đây mình cũng kích vào đây luôn. Đó, như vậy là mình đã thay đổi hình nền nhé. Mình thoát ra xem thử thế nào nhé. Đó, như vậy là mình đã thay cái hình nền lúc nãy thành cái hình này rồi. Đấy. Và tiếp theo, mình muốn đổi cái hình khác thì các bạn cũng làm tương tự như vậy. Các bạn cũng vào cái mục là Desktop Background, các bạn tiếp tục vào đây. Đó, các bạn kích vào đây, kích vào cái Desktop Background này. Đó, và sau đấy các bạn kéo cái thanh trượt này lên xuống này, thanh trượt bên phải này lên xuống để các bạn tiếp tục thay đổi cái hình nền. Đó, ví dụ như mình chọn cái hình này đi. Đó, chọn cái hình này chẳng hạn nhé, mình tiếp tục thay đổi nhé. Thì mình sẽ kích vào, sau khi chọn vào cái hình này rồi thì chúng ta sẽ kích vào Save Change để chúng ta thay đổi hình nền. Đó, như vậy là mình đã thay đổi cái hình lúc này thành một cái hình nền bằng hình nền về biển các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái hình nền lúc này của mình nhé. Đây, rồi sau khi các bạn làm xong cái này thì chúng ta sẽ vẫn làm tương tự như lúc này. Các bạn sẽ kích vào cái mục Desktop Background hoặc là các bạn kích vào cái hình ảnh này cũng được. Đó, các bạn kích vào chỗ nào cũng được. Rồi, mình sẽ lấy lại cái hình ảnh cũ đây và Save này. Rồi, mình đóng cái này lại nhé. Đó, như vậy là mình đã thay đổi quay trở lại cái hình nền cũ. Các bạn lưu ý là phải kích vào cái mục Save Change ở cái góc dưới cùng đấy nhé để chúng ta thay đổi nhé. Rồi, cái nội dung thứ hai đó là cái thanh tắt bar các bạn này. Cái thanh tắt bar thì các bạn chú ý là cái thanh tắt bar này thì nó có một cái tác dụng rất là hay, đó là khi mà các bạn mở một cái ứng dụng nào đó lên ấy thì nó sẽ hiện cái ứng dụng đó ở trên cái thanh tắt bar này. Cái thanh tắt bar là cái thanh mà nó nằm ngang ở dưới đây các bạn này. Đó, nằm ngang ở dưới này. Thì ở cái nửa phía bên trái này này, nửa phía bên trái này là nó hiện lên các cái ứng dụng mà chúng ta đang mở. Ví dụ như mình đang mở cái trang Word này đây này. Mở cái trang Word 207 thì lúc này mình sẽ đóng nó lại. Đóng nó lại nha thì nó sẽ quay về dưới cái thanh tắt bar này luôn. Hoặc là mình đang mở cốc cốc nhá. Đó, mình đang mở cái cốc cốc này lên. Đó thì lúc này nó sẽ cho chúng ta biết là chúng ta đang mở cốc cốc ở trên máy tính thì nó sẽ hiện ở dưới cái thanh tắt bar này luôn. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Còn cái phần phía bên phải của thanh tắt bar là cái nơi mà các bạn chú ý là ví dụ như ở đây nó sẽ có hiển thị là ngày này và giờ này. Ở phía bên phải thanh tắt bar nhé, ngày giờ này.
Thì cái vấn đề mà ngày giờ này các bạn là có thể thay đổi ngày giờ được nhá, để các bạn chỉnh lại cho nó chính xác. Thì cái vấn đề mà thay đổi ngày giờ trên máy tính thì mình cũng đã chia sẻ một cái video trên cái kênh của mình rồi. Đó thì các bạn tham khảo về cách thay đổi ngày giờ ở trên máy tính thì các bạn có thể truy cập vào cái kênh của mình nhé, các bạn tham khảo thêm. Và ngoài ra thì ở đây ví dụ như ở trên máy laptop ấy thì nó sẽ có thêm cái biểu tượng sóng wifi này, cục trắng trắng này, nó giống như là ở trên điện thoại, rồi là biểu tượng pin này, biểu tượng loa này, biểu tượng loa đây các bạn này, đó. Ví dụ như khi các bạn mà muốn âm thanh ở trên máy tính của mình nó lớn hơn ấy thì các bạn sẽ bấm chuột trái vào đây và các bạn kéo cái thanh trượt này lên này thì âm thanh trên máy tính của mình nó sẽ lớn, còn các bạn kéo thanh trượt này xuống dưới này thì âm thanh của mình nó sẽ nhỏ. Bởi vì vừa rồi là có một số bạn có chia sẻ kênh của mình là vì sao khi mà gắn loa vào máy tính ấy, thì mình thấy là cái âm thanh ở trên loa rất là nhỏ. Nguyên nhân một phần có thể là do cái âm các bạn chưa điều chỉnh cái thanh trượt này lên này để tăng âm lượng của loa lên, và có thể là do các bạn mở cái âm lượng trên loa đang còn nhỏ cho nên là các bạn nghe cái âm thanh nó chưa lớn. Đó, cho nên các bạn chú ý nhá, khi chúng ta cần điều chỉnh cái âm lượng ở trên trên máy tính thì chúng ta kích vào biểu tượng loa này để chúng ta thay đổi nhá. Có biểu tượng loa đang phát 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 ra âm thanh này. Đó. Cái biểu tượng thứ hai là biểu tượng pin này. Biểu tượng pin này thì chỉ có trên laptop thôi các bạn nhé, còn đối với máy tính bàn là không có cái này. Đó. Ví dụ mình kích vào biểu tượng pin thì ở đây nó sẽ có cái biểu tượng là 100% này. Có nghĩa là máy tính laptop của mình đang sạc đầy ở mức 100%. Đó. Đang đầy 100% pin. Vân vân. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể là di chuyển cái thanh touchpad này sang bên phải này, đấy, hoặc là sang bên trái này, đó, hoặc là lên phía trên này, lên phía trên này cũng được. Đó thì vừa vừa qua là mình đã chia sẻ một cái video về cách di chuyển cái thanh touchpad này sang bên trái nha, hoặc là sang bên phải hoặc là sang bên trái, tức là thay đổi vị trí đấy. Thì các bạn có thể truy cập vào kênh của mình để các bạn tham khảo thêm về cái cách mà thay đổi cái thanh touchpad này ở trên màn hình máy tính nhé. Đó. Rồi, cái nội dung thứ ba nữa đó là các cái ứng dụng, chia sẻ các bạn luôn các cái ứng dụng ở trên máy tính Windows 7. Thì khi các bạn mua máy tính về hoặc là khi các bạn sử dụng thì chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng các cái ứng dụng mà có sẵn ở trên màn hình là chính thôi. Còn các cái ứng dụng nó còn nằm ở phía trong này nữa. Đó, ví dụ như các ứng dụng trên màn hình máy tính là ví dụ như là computer này. Đó, thì để mở computer thì các bạn kích đúc, các bạn muốn muốn mở một cái ứng dụng nào đó lên thì các bạn kích đúc chuột trái nhé, có nghĩa là kích chuột trái 2 lần liên tiếp thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng đó lên. Ví dụ như mình mở cái ứng dụng computer này lên này thì mình sẽ kích chuột trái 2 lần liên tiếp nhé. Đó, rồi thì chúng ta sẽ mở cửa sổ computer lên, và sau khi vào computer thì ví dụ như mình muốn mở cái ổ đĩa D này thì mình cũng kích đúc chuột trái 2 lần nữa thì mình sẽ mở cái ổ đĩa D này lên thôi. Đó. Rồi trong cái ổ đĩa D này nếu mình tiếp tục muốn mở một cái ứng dụng nào đó nữa thì mình mở một cái thư mục nào đó thì mình cũng kích đúc chuột trái lần nữa thì mình sẽ mở lên nhé. Đó, ví dụ vân vân như vậy. Rồi. Ngoài ra thì ví dụ như có ứng dụng ví dụ như là Unikey này, Unikey thì dùng để gõ tiếng Việt ở trên máy tính này. Đó thì bạn nào mà sử dụng máy tính để soạn thảo văn bản thì chúng ta phải sử dụng cái phần mềm Unikey này nhá để chúng ta gõ này. Đó, phần mềm Unikey này, phần mềm GKBIN này. GKBIN là nơi chứa các cái file mà chúng ta xóa trên máy tính này. Khi các bạn xóa một cái file nào đó thì nó đều nằm ở trong cái GKBIN này cả, tức là gọi là cái thùng rác đấy, thùng rác của máy tính. Rồi cái ứng dụng Cốc Cốc này, Cốc Cốc, ví dụ ở đây mình đang mở Cốc Cốc lên này các bạn này. Cốc Cốc thì ở đây là ứng dụng truy cập mạng nhé, ứng dụng truy cập mạng. Khi các bạn mở Cốc Cốc lên thì các bạn có thể truy cập vào YouTube này để các bạn nghe nhạc hoặc là xem phim, hoặc là các bạn có thể tải một số cái ứng dụng xuống để các bạn phục vụ cho công việc của mình đấy, hoặc là ứng dụng Chrome này. Đấy, Chrome này là cũng cái trình duyệt web để chúng ta truy cập mạng ở trên máy tính các bạn nhé. Đó, ngoài ra thì còn có một số cái ứng dụng về Word, Office, ví dụ như PowerPoint này, PowerPoint 2007 này, rồi Word 2007 này. Thì Word 2007 mình đang mở ở đây nhé, đó, đang mở ở đây để chia sẻ với các bạn ở trên cái màn hình này, này. Đó. Thì vừa rồi là có một số bạn có chia sẻ đến kênh của mình là có hỏi là ví dụ như máy của mình đang thiếu một số cái ứng dụng mà bây giờ không biết là lấy ở đâu ra để mà làm việc. Đó thì bây giờ là các bạn muốn có các cái ứng dụng đó thì các bạn phải lên mạng các bạn tải về nhá, tải về sau đấy các bạn cài vào máy thôi. Ví dụ như các bạn muốn tải về thì các bạn phải mở Cốc Cốc này lên này. Đó, Cốc Cốc này lên đúng không? Đó, các bạn mở Cốc Cốc lên. Rồi, sau đấy các bạn vào trong web để các bạn tải về, tải cái ứng dụng đó về và các bạn cài vào máy thôi là được. Đó. Ví dụ như là các bạn muốn muốn thiếu cái ứng dụng là phần mềm diệt virus chẳng hạn đúng không? Ví dụ như vậy, phần mềm diệt virus chẳng hạn này.
máy của bạn chưa có đúng không, thì các bạn phải tải về thôi. Các bạn đến mạng các bạn tải về phần mềm chế virus này. Ở ví dụ như vậy nhá, mình chỉ lấy ví dụ thôi thôi. Đấy, máy của mình đang chạy. Đó, thì sau khi các bạn lên đây thì các bạn sẽ kích vào một số cái trang ở đây để các bạn tải cái phần mềm chế virus về. À, một số cái phần mềm miễn phí mà các bạn là không phải trả tiền nhá. Đấy. Ví dụ phần mềm Avast này, tải phần mềm chế virus miễn phí 100% này, dễ dàng này, tải về và cài vào máy này. Đó. Hoặc là 11 phần mềm chế virus hiệu quả nhất cho Windows 2021 này, đấy, vân vân. Rất là nhiều. Rồi thì trong vì là trong thời hạn video có hạn cho nên là mình chỉ xin phép chia sẻ các bạn về một số cái thông tin cơ bản như vậy thôi, và chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu thôi. Đó. Thì ngoài ra những cái nội dung mà mình chia sẻ trên trong video này mà mình chưa nói cụ thể được hoặc là chưa nói chi tiết được thì mình cũng đã dành một số cái video ở trên kênh của mình rồi. Đó, thì các bạn quan tâm thì các bạn thì truy cập vào cái kênh của mình và các bạn tham khảo thêm về cái cách sử dụng máy tính nhé. Và cũng nhân tiện thì trong video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách truy cập vào cái kênh của mình luôn nhé. Và sau khi các bạn mở trang chủ YouTube ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại thì các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này này, các bạn gõ vào là khám phá cuộc sống TV này. Đó. Cái TV này viết tắt các bạn nhé, TV viết tắt này. Rồi sau đây các bạn kích vào cái nút kính lúp bên phải này để các bạn tìm kiếm này. Rồi thì đây là cái kênh của mình các bạn này, khám phá cuộc sống TV. Các bạn kích vào cái hình avatar này nhé. Rồi sau khi truy cập vào cái kênh của mình ấy, thì các bạn sẽ kích vào cái mục là danh sách phát này. Ở lúc này các bạn nhìn sang bên phải, các bạn kích vào cái nút mũi tên này để các bạn tìm kiếm video nhé. Để khỏi làm mất thời gian của các bạn nhé. Đó, thì trong cái phần mà danh sách phát đã tạo này thì mình có để một số cái mục các bạn này. Và trong này thì mình có để cái mục để là hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Ở trong cái mục này thì mình chia sẻ rất là chi tiết các cái video mà chủ yếu là dành cho các bạn mới sử dụng máy tính lần đầu. Đấy, hoặc là người lớn tuổi và người già. Và có thêm một số cái video về cách sử dụng Windows 7 rất là chi tiết nhá. Thì các bạn quan tâm thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này nhá để các bạn tham khảo thêm. Đó, hướng dẫn sử dụng máy tính cho người mới bắt đầu. Rồi thì mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn sử dụng cái Windows 7 trên máy tính thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.